Số ca COVID-19 giảm ngày thứ tư liên tiếp sau khi tới đỉnh của đợt dịch là trên 180.000 ca hôm ngày 16 tháng 3. Theo tính toán của các chuyên gia và kinh nghiệm các nước, đợt dịch do chủng Omicron sẽ gia tăng tới đỉnh và giảm nhiệt trong vòng 2 tháng kể từ khi xuất hiện trong cộng đồng. Theo đó, qua quá trình giải trình tự gen ngẫu nhiên tại 21 tỉnh thành phía Bắc từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 2, cho thấy thời điểm đó chủng Delta vẫn chiếm ưu thế, nhưng đã ghi nhận các ca bệnh nhiễm chủng Omicron rải rác trong cộng đồng. Đến nay đã qua gần 1,5 tháng và trong thời gian này, số ca mắc mới COVID-19 hàng ngày gia tăng rất nhanh, từ dưới 10.000 ca một ngày dịp Tết Nguyên đán gia tăng nhanh dần và cao nhất là trên 180.000 ca mới ngày 16 tháng 3. Từ mốc trên 180.000 ca mới ngày 16 tháng 3, số mắc mới đã giảm trong những ngày qua. Ở Hà Nội, số mắc mới đã giảm liên tiếp trong hơn 10 ngày và xuống dưới mốc 20.000 ca một ngày, cao điểm lên tới trên 32.000 ca một ngày.